Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nhận triệu đô, che tỷ đô, vấn đề ở phẩm chất con người đã bị cộng sản hóa Ngày 15 tháng 12, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố bà Trương Mỹ Lan với cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB và đưa hối lộ hàng triệu đô la Vụ án được xét xử tại Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với tổng cộng 86 bị can. Bà Đỗ Thị Nhàn, trưởng đoàn thanh tra của ngân hàng nhà nước đã nhận 5,2 triệu USD của bà Trương Mỹ Lan để chỉ đạo cho đoàn thanh tra bao che cho việc chiếm đoạt trên 12 tỷ USD của ngân hàng SCB. Với vai trò thanh tra, ác bà Nhàn biết được hành động bao che mạo hiểm như thế nào nhưng bà vẫn nhắm mắt đưa chân. Số tiền 5,2 triệu USD hối lộ cho một người là quá lớn. Nhưng nếu so với số tiền chiếm đoạt đến 12,5 tỷ USD thì lại quá nhỏ. Vì sao một quan chức thanh tra cấp trung ương phải làm liều như thế? Đồng tiền đã làm mờ mắt những con người có chức có quyền, nhận triệu đô để che tỷ đô. Vấn đề đâu phải của bà Đỗ Thị Nhàn mà là vấn đề của chế độ. Để hạn chế tham nhũng trước hết luật pháp phải nghiêm minh. Thứ nhì, lương công chức quan chức phải đủ sống để họ không thiếu thốn thứ ba con người phải có đạo đức để biết chùn tay khi tiền bạc cám dỗ câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền cộng sản có làm được cả ba điều trên hay không và câu trả lời là chính quyền chẳng làm được bất cứ điều gì vì vậy đã làm quan trong chế độ thì phải tham nhũng có cơ hội là phải ăn thậm chí ăn rất bạo về luật pháp với việc đốt lò bao năm qua liệu rằng luật pháp dưới thời của ông trọng có nghiêm minh hay không câu trả lời là không thực ra hành động đốt lọ của ông là do ông trọng làm tùy ý chứ không phải là thực thi luật pháp nếu thực thi luật pháp thì không thể chừa một ai không có tiêu chuẩn kép theo kiểu với cùng một tội nhưng với người này thì xử nặng còn với người khác thì lại tha việc dựng lên cái gọi là tham nhũng không vụ lợi là một cách coi thường kỹ cư phép nước là chọn lọc người phạm tội để tha về lương công chức, quan chức thì ai cũng biết là không đủ sống. Nhưng ngay cả lương của Tổng Bí Thư cũng chưa tới 1.000 USD một tháng thì lương quan chức cấp dưới làm sao đủ sống. Cách trả lương như kiểu của chính quyền Cộng sản là đẩy quan chức phải tham nhũng để tồn tại. Dù cho thâm tâm không muốn tham nhũng thì cũng phải tham nhũng. Đất nước này đâu chỉ có một trường Mỹ Lan. Điều thứ ba, vấn đề giáo dục đạo đức. Phải nói rằng chưa có ở đâu tham nhũng như người Cộng sản từ tham quyền đến tham tiền điều gây hậu quả rất nghiêm trọng mặc dù đảng cộng sản việt nam đã dựng lên tấm gương đạo đức lãnh tụ để phát động phong trào toàn đảng học tập và làm theo nhưng thực chất càng học theo thì đạo đức quan chức càng xuống cấp nghiêm trọng hầu hết mọi quan chức đều rất giàu có mặc dù lương ba cọc ba đồng hãy nhìn xem ông đoàn ngọc hải một cựu phó chủ tịch quận tại sài gòn hiện đã từ quan nhưng vẫn sống như đại gia nay đi nước này tham gia giải marathon mai đi nước khác du lịch ông đi châu âu như đi chợ vậy thì tiền ở đâu để ông sống thượng lưu như thế bằng lương ư ông đoàn ngọc hải vẫn tham gia làm từ thiện đó là điều tốt Tuy nhiên, việc ông từ quan sớm mà vẫn sống ung dung như đại gia thì không ai không thấy, dù rằng ông chỉ làm quan cấp quận, chưa phải là thành ủy viên, chứ đừng nói đến cấp ủy viên Trung ương Đảng, còn cấp ủy viên bộ chính trị thì có thể nói tiền vào như nước lũ. Hình ảnh xử lý Trương Mỹ Lan, nhưng Lê Thanh Hải vô can, vậy luật pháp có nghiêm minh hay không? Dùng phương pháp loại suy thì có thể thấy 100% quan chức tham nhũng mà trong hàng triệu quan chức lớn nhỏ thì móc ra vài chục quan chức thì xem ra tỷ lệ bị sờ gáy còn quá thấp có người ví von xác suất một quan chức tham ăn bị lộ thấp như khả năng trúng số độc đắc vậy dạy gì mà không tham nhũng bởi hàng trăm hàng ngàn quan chức đã và đang tha hồ gặm nhấm mà có mấy ai bị sờ gáy đâu với bản chất của chế độ này thì chính thành phần quan chức những kẻ thực thi pháp luật lại nhận tiền để bao che cho những kẻ khác chiếm đoạt tiền của dân chúng. Ông trọng sẽ không diệt được, bởi đó là bản chất của chế độ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin nhận triệu đô che tỷ đô. Vấn đề ở phẩm chất con người đã bị cộng sản hóa. Tấm Lê Đức Thọ một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Ngày 14 tháng 12, ông Tô Ân Sô, trung tướng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ. Hàng loạt tờ báo đồng loạt đưa tin này, ông Thọ bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Hình ảnh thông tin Lê Đức Thọ bị bắt. Việc Bộ Công an bắt ông Lê Đức Thọ là kết quả tất yếu khi mà ngày 17 tháng 8, ủy ban kiểm tra trung ương công bố rằng ông lê đức thọ bí thư tỉnh ủy bến tre đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập lê đức thọ là một trong những hạt giống đỏ ông này là con của ông lê học thức từng là ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh vĩnh phú bao gồm vĩnh phúc và phú thọ là con của một quan chức lê đức thọ lại kết hôn với con của một quan chức khác vợ lê đức thọ là trần thị minh vĩ con gái của ông trần văn nho cựu giám đốc ngân hàng nhà nước tỉnh vĩnh phúc cựu phó chủ tịch tỉnh vĩnh phúc hiện nay bà vĩ là phó giám đốc kho bạc nhà nước quận thanh xuân hà nội dựa vào thế lực nhà vợ lê đức thọ nhanh chóng tiến thân trong cả ngành ngân hàng lẫn guồng máy chính trị đảng cộng sản Ngoài ra, Lê Đức Thọ còn dựa vào nhóm lợi ích Phú Thọ để cất cánh. Chính Nguyễn Văn Bình, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã nâng đỡ cho Thọ và nhờ đó mà Thọ lên như diều gặp gió. Được biết, trước khi rời khỏi chính trường, Nguyễn Văn Bình đã giới thiệu cho Lê Đức Thọ vào Trung ương Đảng khóa 13 và được bổ nhiệm làm bí thư tỉnh Bến Tre nhiều nguồn tin cho biết cựu bí thư tỉnh bến tre có khối tài sản khổng lồ với con số lên đến cả ngàn tỷ đồng sau nhiều năm nắm giữ các vị trí chủ chốt trong hệ thống ngân hàng ngoài ra đôi vợ chồng này còn sở hữu nhiều biệt thự sang trọng ở các tỉnh thành cùng nhiều bất động sản giá trị và cổ phần trong hệ thống ngân hàng thương mại hình ảnh lê đức thọ được cho là quan chức có khối tài sản nghìn tỷ Hiện nay bộ máy chính quyền cộng sản đầy rẫy những hạt giống đỏ, còn vua thì lại làm vua. Tất cả những hạt giống đỏ đi lên nhờ quan hệ của gia đình với chính quyền. Đặc biệt là hiện tượng nhóm lợi ích địa phương bao che, nâng đỡ người cùng địa phương để cùng tiến ra trung ương. Những người nhờ nhóm lợi ích chính trị địa phương che chở ấy, họ giống như sống trong những bon không ai dám soi nên họ tha hồ đánh chén mà vẫn lên chức nhóm lợi ích phú thọ không mạnh và nhân vật nặng ký nhất nhóm này là Nguyễn Văn Bình, cựu ủy viên Bộ Chính trị thì đã bị đá văng ra khỏi chính trường nên Lê Đức Thọ mất đi bon cờ che chở. Thực tế có những hạt giống đỏ đang là thành viên của các nhóm lợi ích chính trị mạnh thì không ai dám đụng đến. Mạnh nhất hiện nay có thể kể đến là nhóm Nghệ An, kể đến là nhóm Hà Tĩnh. Những hạt giống đỏ đang tồn tại trong các nhóm này đều được tiến thân rất vững chắc ví dụ như bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bà này bị nghi vấn có dính đến vụ thanh toán tại trụ sở đảng ủy tỉnh Yên Bái năm 2016, nhưng chẳng ai khui ra được. Hình ảnh Nguyễn Văn Bình, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước, được cho là nhân vật đỡ đầu cho Lê Đức Thọ. Hiện nay Lê Đức Thọ bị bắt nhưng còn có cá gọc Nguyễn Văn Bình, Lê Minh Hưng, Nguyễn Văn Thắng những người này được trao quyền sinh quyền sát trong ngành ngân hàng nhưng họ không làm việc vì lợi ích của đất nước ngành ngân hàng việt nam hiện nay tan nát với vụ scb và còn tiềm ẩn nhiều vụ án khác những ung nhọt lớn như thế bắt đầu từ những con người tài năng thì thiếu thốn nhưng lòng tham thì vô biên hậu quả là nền kinh tế tan nát đời sống dân sinh kiệt quệ còn tầng lớp quan lại thì có khối tài sản trăm tỷ ngàn tỷ Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm d với bản tin Tóm Lê Đức Thọ, một hạt giống đỏ ăn ngàn tỷ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d